Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì không phải làm clip làm nail hay làm bánh nữa, mà là một clip mà mình đã decor lại cái bếp của mình. Ở đằng sau lưng mình nó sẽ là một cái bàn bếp chính, có bồn rửa, có bếp nấu nướng. Bên đó thì mình chỉ dán giấy dán tường thôi, còn cái mặt bếp bên này để đồ khô và máy móc dụng cụ ấy thì mình sẽ dán giấy dán tường này, lắp lại kệ này. Sau khi vệ sinh sạch sẽ thì bây giờ mình đang ướm thử xem độ cao của kệ như thế nào. Và mình quyết định là mình sẽ phải cắt bớt cái giấy dán tường này đi. Vì nếu mình để cả 60 phân thì mình thấy cái kệ của mình nó hơi bị cao một chút. Mình quyết định là chọn cái mẫu giấy dán tường theo ô gạch như thế này ấy, để khi mà dán thì mình có thể cắt được thành những miếng nhỏ. Nó sẽ không bao giờ bị bong hay là bị lỗ khí đâu. Nó dễ dán hơn rất là nhiều và khi mà mình căn nữa nó cũng sẽ khớp với nhau hơn là những cái họa tiết khác. Với một bức tường dài như thế này thì mình cứ chia khoảng 3 ô và sau đấy mình dán lần lượt. Loại đề can này thì rất phù hợp dán ở bếp vì cái mặt của nó rất là trơn, nhẵn, dễ vệ sinh. Mình sẽ để link ở dưới nhé. Vì phải khoan tường nên mình đã nhờ bố mình khoan và lắp kệ lên hết rồi. Còn việc của mình ý, chỉ là vặn hai con ốc này để quay clip thôi đấy. Thế mà cũng không xong, vặn mãi mỏi hết cả tay. Sau bao đắn đo và suy nghĩ thì mình lại tậu một cái lò nướng mới rồi. Hy vọng là mình sẽ chăm chỉ làm bánh hơn và quay thêm được nhiều clip làm bánh hơn. Làm bếp đẹp mà không vào bếp thì để làm gì? Ôi mẹ ơi, cái máy đánh trứng này nó nặng lắm luôn. Mỗi lần muốn làm bánh ấy mà nghĩ đến cái việc tha nó ra, bê nó lên thì thôi thôi nghỉ luôn đi cho lẹ. Thế nên là dù bếp có chật thì mình cũng phải cố nghĩ ra một góc để mà để nó vào. Và đây là sự ngu ngốc của việc tính toán không kỹ. Bố mình mất bao nhiêu công lắp vào thì giờ mình lại phải tháo ra để chuyển nó sang bên cạnh. Thì khi treo cốc thì nó sẽ bị vướng vào cái máy đánh trứng của mình. Ở trên kệ thì mình sẽ bày những cái đồ sứ nhỏ nhỏ xinh xinh mà mình đã tìm mua được. Mọi người có mê đồ sứ không? Mình hay mua đồ sứ ở những cái hàng mà bán đồ Nhật, bán đồ sứ theo cân ấy. Vứt mình vào đấy mình ở đấy cả ngày cũng được. Đẹp mê ly, mỗi tội không có tiền thôi. Mình còn nhặt được cả một đống thìa dĩa inox nữa, xinh lắm. Nhắc đến lại thèm đi. Mình có sắp xếp lại một chút sau khi mình mua được cái giá để đĩa bằng gỗ. Vẫn còn chỗ, vẫn mua tiếp được. Ai cho tôi tiền đi. Mấy em khuôn bánh xịn sò cuối cùng cũng được ra ngoài ánh sáng rồi. Cái đống dụng cụ này mình cho hết rồi. Còn sót lại vài cái thôi. Em lò nướng sẽ có clip riêng nhé. Xin trân trọng giới thiệu chiếc máy đánh trứng huyền thoại của hội chị em làm bánh cách đây 10 năm. Mình quên không quay cái clip before and after rồi. Thôi xem tạm ảnh vậy. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người nha. Mọi người nhớ ấn like và subscribe nha. Bye bye.